Rồi, xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái kính lúp bic có đèn và có cái scale lúp bên trong ha, tức là có cái thước kính bên trong ha. Model là No 2028 ha, độ phóng đại 10x hả, kêu là Light Scale Lúp ha. Đây, đó là cái loại có tay cầm ha nha ha. Đây. Ha, à, đây là cái hộp của nó ha. Rồi chúng ta mở hộp ra ha. Để mở hộp ra thì chúng ta thấy bên ngoài nó có một cái bao da như thế này ha. Đó, chúng ta mở cái bao da ra thì chúng ta thấy có cái này là cái khăn lau cái bề mặt kính ha. Đó, đây là cái thước chính ha. Đây, thước chính, và đây là cái cũng như là cái hướng dẫn sử dụng đó. Hướng dẫn sử dụng nhanh ha. Đây. À, nó có ghi những cái thông số của thước đây ha, 2028, ví dụ 2028 độ cũng lại 10x, rồi cái tầm field of view nó 32, rồi cái aperture là 2.20, rồi cái kích cỡ nó, trọng lượng nó 134 g, pin nó đây xài là pin lớn nha ha. Này, pin lớn gắn ở trên đây ha. Đây là những cái scale của nó, số scale đó, chúng ta cần thì chúng ta đặt, chúng ta mua thêm ha. Đó. Đây là cái dĩa lao nó rất là mịn nha ha, dĩa lao của hãng Bic luôn ha. Để chúng ta lao cái bề mặt của nó. À, chúng ta mở hộp ra thì chúng ta thấy đây ha, đây chúng ta thấy là có cái chữ đây ở trên này có cái chữ Make in Japan nè ha. Đây à, đây Make in Japan. Đó, cái scale lúp like 10x luôn, Bic ha. À, này nút on off. Chỗ này chỗ gắn pin đây ha. Đây, gắn pin này chúng ta tháo ra vậy. À, chúng ta gắn vô đây. À, chúng ta gắn một cục pin lớn vô ha. À, chắc một cục, hai cục chứ. Hai cục pin lớn vô ha. Đó. Hai cục pin lớn vô đây ha. Rồi chúng ta cái phần dưới này thì nó không quan trọng, thì bên hãng để tiết kiệm chi phí thì họ sản xuất ở Trung Quốc cái này ha, cho nên dưới đây nó có cái chữ là Made in Japan, Made in China đây ha, tức là cái phần mà ở dưới để gắn pin nó không có quan trọng, nó không ảnh hưởng độ chính xác, thì bên hãng họ sẽ sản xuất bên Trung Quốc ha. Còn những cái phần cái len hay là những cái thước rồi là sản xuất bên Nhật hết, cái phần đen này sản xuất bên Nhật hết ha. Đó. Đây, có cái nắp chúng ta mở ra ha. Đây. Ở trên nó có ghi cái scale lúp 10x đây, Made in Japan ha, biết à, nhưng mà thấy cái này nó có đèn nha. Đây ha, chúng ta gắn pin vô á, thì chúng ta bấm nút này lên thì nó có đèn ha. À. Còn chúng ta thấy cái đây nó có nè, nó có thước này ha, cái thước này từ có khoảng đo từ 0 đến 15 ha mm ha. Đó. Cái độ chia thì chúng ta nhìn vô ha, chúng ta nhìn vô nó có một vạch nó là 0.1 ha, 0.1 mm ha. Đó, chúng ta nhìn vô chúng ta đo thôi, nhìn vô này, quay cận cảnh lại nha. Quay cận lại để cho nó thấy cái chữ bit này ha. Đó. Này có đèn nó rất là rõ nha. Cho nên là đây, chúng ta có thể có hai chế độ xoay. Một là chúng ta xoay cái ở trên đây, là xoay cái để chúng ta chỉnh cái tiêu cự ha. Còn hai là chúng ta xoay nó ở dưới luôn, xoay mà nó cái đây cái thước nó chạy luôn ha, chúng ta thấy đây ha. Đó, này, chúng ta xoay ở dưới là thước nó chạy luôn nha. Đó. Đây. À, xoay ở dưới là thước chạy luôn, có hai chế độ xoay nha. Chúng ta xoay ở dưới, còn chúng ta xoay ở trên không. Đó, thì nó đây, đó. Đây, chúng ta xoay ở trên không á thì nó ấy, xoay trái á, nó chúng ta xoay sang phải á thì chúng ta xoay nó sẽ điều chỉnh cái thước ở dưới luôn, còn chúng ta xoay sang trái là điều chỉnh tiêu cự nha ha. Đây xoay sang trái ha, là chúng ta điều chỉnh tiêu cự để cho nó nhìn cho nó rõ ha. À, cũng rất là đơn giản thôi ha, này gắn pin cho nó rất là rõ nha ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha.